Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về vụ xe tải đè 5 người ở Hải Dương, đó là thượng tá cảnh sát giao thông đã phản bác suy luận xe cảnh sát giao thông đổ giữa đường khiến xe tải đánh lái đè chết 5 người đang chờ qua đường. Trước thông tin cho rằng do xe cảnh sát giao thông đổ giữa đường khiến xe tải phải đánh lái rồi đã lật đổ đè chết 5 người, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an Hải Dương đã lên tiếng phản pháo vụ việc này. Liên quan đến vụ xe tải lật đổ đè chết 5 người trên quốc lộ 5 ở Hải Dương, hình ảnh camera hành trình của một ô tô ghi lại cho thấy trước khi xảy ra vụ tai nạn tại làn giữa là một trong hai làn ô tô hướng Hà Nội Hải Phòng, cách nơi thi thể nạn nhân bị tai nạn nằm có một xe ô tô của cảnh sát giao thông đang đổ ở để xử lý những vụ việc, nhưng phía sau không có biển cảnh báo nào. Có ý kiến đã cho rằng thời điểm đó hai xe máy đến gần xe cảnh sát giao thông đang đổ thì chuyển ràng là trước đầu xe tải. Xe tải chở nước đang đi làn ngoài vì tránh xe cảnh sát giao thông nên phải đánh lái, bánh xe liếm vào giải phân cách rồi lật đổ đè những người đang chờ ở đoạn giải phân cách này. Trước thông tin này, trả lời với phóng viên vào trưa ngày 25 tháng 7, Thượng tá Hoàng Tiến Nam, trưởng phòng cảnh sát giao thông ở Hải Dương khẳng định chiếc xe đổ phía trước vụ tai nạn đầu tiên là xe của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và có một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang đứng ở đó phân luồng hướng dẫn giao thông qua lại. Và theo Thượng tá Hoàng Tiến Nam, khi mới đến hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông phải bảo vệ hiện trường và đưa tài xế gây tai nạn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân gần đó để đảm bảo an toàn cho tài xế. Đồng thời, xe ô tô của cảnh sát giao thông đổ phía trước tại vụ tai nạn cũng như một vật cản và cảnh báo giao thông lớn, và đặc biệt là có chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng ở đó và hướng dẫn giao thông phía trước xe ô tô nên có tác dụng cao hơn là một biển báo nhỏ đặt ở dưới đường mà nhiều người dân sẽ không để ý tới. Đó là cách phân luồng của cảnh sát giao thông để các phương tiện không đi vào làn đường có người chết nữa. Người chết nằm ở giữa đường đó, cho nên người ta phải đóng cái làn đó lại, Thượng tá Nam đã thông tin thêm. Và Thượng tá Hoàng Tiến Nam cho biết thêm, thời điểm đó chiếc xe tải gây tai nạn đang chạy thẳng ở làn ngoài chứ không phải là ở làn trong chạy la ra ngoài. Do không phanh được nên xe tải phải lao lên giải phân cách cứng ở giữa đường. Do xe đến đó không phanh lại được chứ không phải tài xế cố tình vượt lên, bản tường tình tài xế ghi lắc lõ rồi, phanh không còn hiệu lực nữa, có dấu hiệu gì của phanh đâu. Trước đó, các phương tiện qua đây, cảnh sát đã hướng dẫn các phương tiện đi rất bình thường và an toàn, tài xế không phanh được phải lao lên như thế, chứ không phải tài xế tránh ai cả mà vì không thể phanh được, Thượng tá Nam đã khẳng định như vậy. Và cũng theo Thượng tá Nam này thì xe tải đang chạy trên đường, không bị khuất tầm nhìn hay yếu tố bất ngờ gì cả. Đường chỉ có một mình xe tải đó thôi nhưng xe bị mất phanh dẫn đến tai nạn kinh hoàng. Nó không hút vào chỗ đấy thì nó sẽ hút đến chết vài mạng ở chỗ đấy. Thượng tá Nam nhận định và cho biết cơ quan chức năng xác định đến tháng 10 năm 2019 này xe tải gây tai nạn sẽ hết hạn đăng kiểm. Nguyên nhân vụ gây tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục và điều tra để làm rõ. Như trước đó là ngày 23 tháng 7, dư luận cả nước bàng hoàng thức thông tin trong một buổi sáng 3 vụ tai nạn liên tiếp đã xảy ra trên quốc lộ 5 ở Hải Dương và khiến 7 người thiệt mạng. Theo đó, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 23 tháng 7 giữa một người đàn ông đi tập thể dục trên quốc lộ 5 và một xe khách 16 chỗ khiến người đàn ông này tử vong. Vụ thứ hai là lúc 5 giờ 30 phút giữa xe container và xe tải tại lối mở thứ km 62 làm một người chết. Và vụ tai nạn thứ ba là xảy ra vào lúc 6 giờ 05 phút tại đúng nơi xảy ra vụ tai nạn thứ nhất làm 7 người thương vong, 5 người chết và 2 người bị thương. Trời điểm tên tài xế Hà Văn Hoàng sinh năm 1993, quê ở Thanh Hóa đã lái xe tải biển kiểm soát 29H15097 trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội Hải Phòng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây thì cho chúng ta thấy là phía cảnh sát giao thông đã khẳng định là không phải lý do mà chiếc xe cảnh sát giao thông đậu ngay đó mà dẫn cho xe tải thắng gấp để lật, mà nguyên nhân chính là xe tải đã mất phanh. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem và đừng quên ấn vào nút đăng ký để cập nhật các video về vụ tai nạn ở Hải Dương này mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn. We'll be right back.